nghi phạm phóng hỏa khiến 5 người chết ở Đà Lạt từng đâm thủng phổi chủ nhà vì nuôi gà vịt. Qua giám định ADN, hung thủ phóng hỏa khiến 5 người chết ở Đà Lạt, Lâm Đồng được xác định là hàng xóm, cũng đã chết trong đám cháy, và người này từng đâm chủ nhà 4 nhát dao, trong đó có một nhát trúng phổi vì mâu thuẫn về con gà. Tối 15 tháng 3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã có kết quả giám định ADN và có thể xác định hung thủ gây ra vụ cháy khiến 5 người chết tại Đà Lạt đêm 12 tháng 3 là Trần Văn Quốc, 49 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân. Quốc vừa là hung thủ, vừa là nạn nhân bị chết cháy thứ 5 trong vụ hỏa hoạn này. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Tuy nhiên, do nghi can Quốc đã tử vong nên không khởi tố bị can. Trước đó, trích xuất camera an ninh của một nhà dân nằm cạnh khu biệt thự bị cháy, cơ quan chức năng phát hiện, khoảng 20 phút trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, ông Quốc cầm theo một kho ga mini, một căn nhựa nghi chứa xăng. Ngoài ra, trước khi đi vào nhà của các nạn nhân, người này đã bật thử đèn kho ngay ngoài đường. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được một cây đèn kho dạng bình gas mini, mùi xăng còn nồng nặc, đồ đạc trong ngôi nhà bị cháy rụi. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó giữa nghi can Quốc và ông Thăng có mâu thuẫn gay gắt, do ông Thăng quay lưới nuôi gà, vịt ở mảnh đất gần nhà gây ô nhiễm, hôi, thối, ông Quốc đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông Thăng không khắc phục. Chiều 15 tháng 2, sau khi cãi vã, ông Quốc dùng dao đâm ông Thăng 4 nhát vào bụng, trong đó có nhát trúng phổi. Sau đó, ông Quốc bỏ trốn khỏi nhà đến ngày 20 tháng 2 ra đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi cố ý gây thương tích của mình. Do Quốc đang bị bệnh ung thư nên công an thành phố Đà Lạt cho tại ngoại để điều trị bệnh. Sau 20 ngày nằm viện, ông Thăng trở về và ông Quốc có đặt vấn đề sẽ bồi thường căn nhà mình đang ở, để mong ông Thăng bãi nại vụ việc trên, nhưng ông Thăng không đồng ý, yêu cầu phải xử lý nghiêm hành vi của Quốc. Trong thời gian chờ công an thành phố Đà Lạt lập hồ sơ và giám định thương tật của ông Thăng để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Quốc, thì lại xảy ra vụ việc đau lòng này. Theo người dân địa phương, ông Quốc vốn là người hiền lành, đã ly dị vợ và hiện đang sống một mình. Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối 12 tháng 3, nhiều người nghe thấy tiếng nổ phát ra từ khu biệt thự số 13 trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Sau đó lửa bốc lên nguồn ngụt và lan sang ngôi nhà bên cạnh. Vụ cháy khiến 5 người tử vong, trong đó có 4 người một gia đình là Nguyễn Thông Thăng, 45 tuổi, Phạm Thị Thúy Hòa, 45 tuổi, vợ ông Thăng, cùng hai người con là Nguyễn Quốc Khánh, 16 tuổi, và Nguyễn Thị Khánh Linh, 14 tuổi, và ông Trần Văn Quốc, hàng xóm và cũng là thủ phạm phóng hỏa. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Vụ sinh con thuận tự nhiên, Bộ Y tế đề nghị xử lý tài khoản Facebook Phương Hồng Nhất Lê. Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an, cơ quan chức năng xử lý người kêu gọi sinh con thuận tự nhiên trên mạng xã hội, thông qua tài khoản Facebook Phương Hồng Nhất Lê. Tại cuộc họp báo khuyến cáo y khoa về trào lưu sinh thuận tự nhiên, được tổ chức vào sáng 15 tháng 3 ở Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, khẳng định không có vụ tử vong nào ở quận 2 liên quan đến sinh con thuận tự nhiên như thông tin xôn xao vài ngày qua trên mạng xã hội. Cũng tại buổi họp báo, ông Vinh cho biết, trước đây, Phương Hồng Nhất Lê có phong trào tẩy chay vaccine. Đối với việc này, Bộ Y tế đã có thông tin chính thức. Với trường hợp kêu gọi sinh con thuận theo tự nhiên trên mạng của tài khoản Facebook Phương Hồng Nhất Lê, ông Vinh nói đó là những thông tin không chính thống. Nếu chúng ta áp dụng theo phương pháp này, có thể ảnh hưởng tính đến mạng mẹ và con. Việc xử lý không phải là chức năng của ngành y tế, tuy nhiên, vì ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nói chung, ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ trẻ em nói riêng, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an và các cơ quan chức năng khác xử lý, ông Vinh nói. Ông Vinh cho biết thêm, trong hôm nay, 15 tháng 3, Bộ Y tế sẽ công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với người đưa tin lên Facebook về hình thức sinh con thuận tự nhiên phản khoa học. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho rằng, theo quy định của pháp luật, việc sinh con phải được thực hiện một cách an toàn tại cơ sở khám chữa bệnh, do các bác sĩ, nhà chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện. Kể cả đối với việc sử dụng các biện pháp này, đôi khi vẫn có sự cố y khoa xảy ra. Bên cạnh đó, một phương pháp,
kỹ thuật muốn áp dụng thì phải được Bộ Y tế công nhận. Việc tuyên truyền bá những hủ tục, phản khoa học trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Đối với trường hợp sinh tự nhiên, kể cả nếu xem đó là quyền của sản phụ, thì quyền đó phải bảo đảm sức khỏe cho trẻ và người mẹ. Phương pháp sinh con thuận tự nhiên là gì và những rủi ro nguy hiểm tiềm ẩn? Những ngày vừa qua, thông tin về việc hai mẹ con sản phụ chết tức tuổi vì sinh con ở nhà, theo phương pháp thuận tự nhiên, đang trở thành tâm điểm của dư luận. Trước sự việc này, các bác sĩ hàng đầu đã lên án mạnh mẽ phương án trên và chỉ ra những rủi ro nguy hiểm. Chiều 14 tháng 3, thông tin về một sản phụ ở thành phố Hồ Chí Minh tự sinh con tại nhà, áp dụng phương pháp sinh thuận theo tự nhiên, dẫn tới cả mẹ và con đều tử vong được chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, một sản phụ đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên cả hai mẹ con bị tử vong. Về thông tin trên, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin và đang trong quá trình xác minh, điều tra làm rõ. Phương pháp sinh con thuận tự nhiên là gì? Trước đó, trên mạng xã hội từng chia sẻ thông tin về một sản phụ ở Hưng Yên tự đỡ đẻ tại nhà. Theo như chia sẻ, người mẹ này ăn chay trong suốt thai kỳ và chị đã tự sinh con ở nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngứa và da kề da với bé trong suốt 4 giờ sau sinh. Sau khi chào đời 30 phút, bé đã tự biết tìm đến tim mẹ. Đặc biệt, em bé không cắt dây rốn ngay mà để nhau thai gắn với cơ thể em bé cho đến khi dây rốn tự rụng. Sau 6 ngày, dây rốn của em bé tự rụng và được khen là rốn rất đẹp. Được biết, người khởi xướng cho phong trào này chính là một chuyên gia về sữa mẹ, Lê Nhất Phương Hồng. Ngoài cổ vũ việc nuôi con bằng sữa mẹ, hay việc để em bé tiếp xúc da liền da với người mẹ sau khi sinh, Lê Nhất Phương Hồng còn cổ vũ việc sinh nở tự nhiên, không cắt cuốn rốn ngay sau khi sinh mà tiếp tục để dây rốn nối liền với cơ thể trẻ, giống như trào lưu đẻ tự nhiên của các bà mẹ bỉm sữa phương Tây. Các quan điểm này của Lê Nhất Phương Hồng cũng gây ra luồng quan điểm trái chiều, bởi vì có tư tưởng cổ suy thuận tự nhiên đến mức phản khoa học. Bộ Y tế lên tiếng khuyến cáo. Nói về trào lưu này, Bộ Y tế đã lên tiếng khẳng định, đây là một hành vi hết sức nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người mẹ và trẻ sơ sinh. Đồng thời khuyến cáo, mặc dù sinh đẻ là một quá trình sinh lý bình thường, nhưng khi mang thai, sinh đẻ, sản phụ phải đến cơ sở y tế để được quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ và chăm sóc mẹ và con sau đẻ đúng theo quy trình chuyên môn. Việc sinh đẻ tại nhà, không có cán bộ y tế hỗ trợ có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh, thậm chí tử vong cả mẹ và con. Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tỉnh, thành phố thông tin, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ, chăm sóc sau sinh tại các địa phương, nhất là tại tuyến cơ sở, nhằm hạn chế tối đa tình trạng đẻ tại nhà hoặc tự đỡ đẻ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động đi khám thai và sinh đẻ tại cơ sở y tế. Những rủi ro từ việc sinh con thuận tự nhiên. Các bác sĩ sản khoa cũng đưa ra ý kiến, sinh con tại nhà sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho mẹ và bé. Theo đó, người mẹ có nguy cơ bị nhiễm trùng hậu sản như viêm nội mạc tử cung, nhiễm trùng tầng sinh môn, tăng nguy cơ nhiễm trùng rốn và uốn ván rốn, do vi khuẩn uốn ván núp lùm trong dao hay vật dụng dỉ xét sẵn sàng gây chín, tăng nguy cơ băng huyết sau sinh do đờ tử cung hay xót nhau. Bên cạnh đó, sản phụ còn tăng nguy cơ rách tầng sinh môn phức tạp, vì lúc đó rạn em bé không đúng có thể rách nát cửa mình, rách qua hậu môn may phục hồi khó khăn, có thể để lại di chứng xón phân hay rò âm đạo trực tràng sau này. Nữ sinh rơi từ tầng 8 ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xuống tử vong. Trong đêm khuya, nam sinh viên đang ngồi trong phòng, thì thấy loáng thoáng bóng người rơi từ trên cao xuống, nên chạy đi trình báo. Ngày 15 tháng 3, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh, xảy ra trong ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, một nam sinh nội trú ở tòa nhà BA4 nhìn thấy có người rơi từ trên cao của tòa nhà BA1 xuống, nên chạy đi trình báo cho bảo vệ. Sau vài phút kiểm tra, lực lượng bảo vệ phát hiện một nữ sinh đang nằm bất động dưới tầng 3 của tòa BA1, vị trí nóc nhà của văn phòng ký túc xá.
Mặc dù nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là chị T, sinh năm 1998, quê thành phố Hồ Chí Minh, nội trú phòng 803 nhà BA1, hiện đang theo học tại trường Đại học Công công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trưa cùng ngày, ông Trần Thanh An, giám đốc ký túc xá xác nhận có vụ việc trên, tuy nhiên ông An từ chối cung cấp thông tin và cho biết vụ việc đã được trình báo lên cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.